Đây là chương trình phát thanh của Trung tâm văn quá Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm văn quá Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Năm, ngày 4 tháng 11 năm 2021, Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài An Giang đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid-19 kỳ 3 nâng cao ý thức. Trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, trong ngày 3 tháng 11, thành phố Châu Đốc ghi nhận 81 ca mắc mới. Trong cộng đồng 68 40 trường hợp thuộc phường Châu Phú A, 26 trường hợp tại khóm 5. 7 trường hợp tại khóm 8, 2 trường hợp tại khóm 2, 2 trường hợp tại khóm 6, 1 trường hợp tại khóm 4, 2 trường hợp tại khóm Châu Thành. 7 trường hợp thuộc phường Châu Phú B, 3 trường hợp tại khóm Châu Long 5, 1 trường hợp tại khóm Châu Long 7, 1 trường hợp tại khóm Châu Long 4. 1 trường hợp tại khóm Châu Thới 1, 1 trường hợp tại khóm Châu Quế 1, 1 trường hợp tại khóm Châu Thới 3 một trường hợp tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Quân, 10 trường hợp tại ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, 4 trường hợp thuộc phường Vĩnh Mỹ, hai trường hợp tại khóm Mỹ Thành, hai trường hợp tại khóm Hòa Bình, 3 trường hợp tại địa chỉ khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, một trường hợp tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, phát hiện qua tầm soát cộng đồng do buôn bán tại chợ Châu Đốc, khóm 5, phường Châu Phú A một trường hợp tại xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, phát hiện qua tầm soát cộng đồng do buôn bán tại chợ Châu Đốc, khóm 5, phường Châu Phú A. Trong khu cách ly tập trung, 13 trường hợp. Khu cách ly trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông An Giang, 8. Khu cách ly trường trung học phổ thông Châu Thị Tế, 3. Khu cách ly trường tiểu học Lý Tự Trọng, 2. Đến nay, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tính từ đầu đợt dịch, là 801 ca, trong đó tái dương tính 8, khỏi bệnh 397, tử vong 15. Về tình hình điều trị, hiện đang quản lý điều trị 389 trường hợp, trong đó có 81 F0 mới và 24 F0 cũ chưa được chuyển đến khu điều trị và 2 F0 của huyện An Phú xin chuyển về quyền An Phú tiếp tục điều trị. Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh 7 Bệnh viện Đa Khoa Nhật Tân, 38F0. Ngoài ra, Bệnh viện Đa Khoa Nhật Tân còn điều trị 17F0 của Quyền Phú Tân, 2F0 của Quyền Chợ Mới, 1F0 của Quyền Tri Tôn, 5F0 của Quyền Châu Phú, 1F0 của Quyền Tịnh Biên. Trung tâm Y tế, cơ sở điều trị, 9. Mẫu giáo Anh Đào, 50. Thực tế, 55 người do có 5 trường hợp F1 là người giám hộ, chăm sóc cho bệnh nhân F0, trong đó có 6 trẻ em. Trường tiểu học A Vĩnh Quân 43, thực tế 48 do có 5 trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 135, trong đó có 6 trẻ em. Cách ly tập trung, quản lý 529 người, 4.089 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly cách ly tại nhà, nơi lưu trú, quản lý cách ly tại nhà 1.051 người và 4.379 người hoàn thành cách ly tại nhà, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố vẫn đang diễn biến phức tạp. Các ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng gần đây có chiều hướng gia tăng. Ban chỉ đạo thành phố đề nghị các ngành chức năng, phường xã cần đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhất là phải luôn duy trì việc ứng trực phòng chống dịch 24 trên 24, sẵn sàng phương án ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các nguyên tắc 5K, tăng cường giám sát các đối tượng nguy cơ, khu vực nguy cơ để phát hiện sớm, khoanh dùng, dập dịch, Tập trung rà soát, nắm bắt chặt chẽ các đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, xã phường thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, ban chỉ đạo tỉnh kêu gọi nhân dân đồng lòng ủng hộ các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch mà tỉnh đang triển khai. Thường xuyên nhắc nhở người thân và những người xung quanh nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch. Hãy chia sẻ thông tin chính thống và đấu tranh với các thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận, tuân thủ đầy đủ thông điệp 5T. Người dân di chuyển từ các tỉnh thành khác vào An Giang, bao gồm người dân trong tỉnh di chuyển qua các tỉnh thành khác và trở lại phải thực hiện khai báo di chuyển nội địa và quét mã QR code qua ứng dụng BC COVID, sổ sức khỏe điện tử, VNA ID và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh do khai báo y tế không trung thực. Ngày 3 tháng 11 năm 2021, ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị lần thứ 6 bất thường để hiệp thương cử chức danh chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2019-2024, đến dự có ông Cao Sương Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc. Sau khi thông qua các văn bản giới thiệu của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc về nhân sự hiệp thương bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Châu Đốc khóa 10, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội nghị đã giới thiệu hiệp thương thống nhất bầu ông Quỳnh Chí Quanh, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố giữ chức vụ chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2019-2024 chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức vụ bí thư đảng ủy khói trận nhiệm kỳ 2020-2025, thay ông Nguyễn Phúc Hoang, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban dân vận thành ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc. Bí thư đảng ủy khói trận được nghỉ việc theo nguyện vọng từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 thay mặt thành ủy châu đốc phó bí thư thường trực thành ủy ông cao xuân bá đã gửi lời chúc mừng kết quả hội nghị và cá nhân ông quỳnh chí quanh đã được hội nghị hiệp thương cử làm chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố tin tưởng trên cương vị mới đồng chí quỳnh chí quanh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cao Xuân Bá cũng gợi đến đồng chí Nguyễn Phúc Hoang, trưởng ban dân vận Thành ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc khóa 10 vừa nghỉ hưu, lời chúc mạnh khỏe, mong muốn đồng chí tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Sáng ngày 3 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 toàn dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc chủ trì cuộc họp bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố châu đốc lâm quang Thì. với phương châm vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất nhằm tạo miễn dịch cộng đồng để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, thành phố Châu Đốc đã huy động toàn lực lượng gồm cán bộ, y, bác sĩ, công an, dân quân, thanh niên và giáo viên cùng tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng toàn dân bảo đảm tiêm kịp thời đúng đối tượng, đặc biệt để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng. Tính từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2021, thành phố Châu Đốc đã tiêm vaccine COVID-19 cho 81.962 người dân Châu Đốc từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 13.020 người đã hoàn thành tiêm mũi 2, đạt tỷ lệ bao phủ là 99,69%. Dự kiến, ngày 6 và ngày 7 tháng 11 năm 2021, thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục triển khai tiêm vét vaccine COVID-19 mũi 1 cho các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng và các đối tượng là người 65 tuổi trở lên, người mắc bệnh mạng tính, phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên. Bên cạnh thực hiện tốt biện pháp 5K của Bộ Y tế thì việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là một trong những biện pháp hữu hiệu trong việc khống chế tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19. Vì vậy, ngoài sự nỗ lực của các cấp các ngành, địa phương trong việc tìm nguồn vaccine thì mỗi người dân hãy chung tay, đồng thuận trong việc tự giác tiêm vaccine, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng nhằm góp phần sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19 ngày 3 tháng 11 năm 2021, Thường trực Hội đồng Nhân dân Phường cho Phú A tổ chức kỳ họp thứ ba chuyên đề Hội đồng Nhân dân Phường khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, để xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân, Quỹ viên Quỹ ban Nhân dân Phường cho Phú A, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có ông Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc. Tại kỳ họp, các đại biểu thông qua tờ trình về việc thôi giữ chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân phường, bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân phường khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho Phú A khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nội dung tờ trình và tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân phường đối với ông Nguyễn Khuyến. Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân phường khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Vũ Kha, trưởng công an phường cho Phú A, làm ủy viên Ủy ban nhân dân phường cho Phú A khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tờ trình thống nhất miễn nhiệm chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân phường cho phú a đối với bà nguyễn thị hồng loan nhận nhiệm vụ mới thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân phường cho phú a đối với ông quỳnh bửu toàn thành ủy viên bí thư đảng ủy phường được đề cử bầu bổ sung giữ chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân phường cho phú a khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ thống nhất đạt 100%. Sáng ngày 3 tháng 11 năm 2021, Ban Chỉ quy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức trao nhà tình đồng đội năm 2021 cho quân nhân gặp khó khăn về nhà ở. Đến dự có đồng chí Thượng tá Trần Văn Thao, chính trị viên Ban Chỉ quy quân sự thành phố Châu Đốc. Căn nhà được trao cho đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Đế, nguyên chính trị viên, tiểu đoàn, khung dự bị động viên DKT T1, Ban Chỉ quy quân sự thành phố Châu Đốc căn nhà có kết cấu vách tôn, mái tôn, nền lót gạch men, tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Trong đó, quân khu chính hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại, Ủy ban Nhân dân phường Núi Sam vận động mạnh thường quân hỗ trợ. Việc trao nhà tình đồng đội có ý nghĩa nhân dân sâu sắc, thể hiện tình đoàn kết gắn bó, nghĩa đảng, tình dân, thấm tình đồng đội, ấm tình quân dân. Góp phần củng cố hậu phương, tạo niềm tin cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc ngày 3 tháng 11 năm 2021, Thường trực Hội đồng Nhân dân Phường Vĩnh Mỹ tổ chức kỳ họp thứ ba chuyên đề Hội đồng Nhân dân Phường khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có bà Trần Thị Tố Quyền, trưởng ban tổ chức thành quỹ Châu Đốc. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về việc thôi giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thông qua dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026 với tinh thần làm việc khẩn trương, phát huy dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ ba chuyên đề Hội đồng Nhân dân Phường Vĩnh Mỹ khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Năm học 2021-2022, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song nhờ sự chủ động tích cực vào cuộc của các cấp các ngành và chính quyền địa phương công tác tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã đạt được những kết quả tích cực. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội thành phố Châu Đốc, tính đến ngày 29 tháng 10 2021, toàn thành phố Châu Đốc có tổng số 15.200 học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 69,99% số học sinh sinh viên. Khói tiểu học đạt tỷ lệ 73,17%, khói trung học cơ sở đạt tỷ lệ 72,46%, khói trung học phổ thông đạt tỷ lệ 71,60% trong đó trường tiểu học Trân Dương, trường tiểu học Bán Trú Hùng Dương, trường trung học phổ thông Thủ Khoa Nghĩa đạt 100% tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Trường tiểu học Nguyễn Huệ, trường trung học cơ sở Trương Gia Mô, trường trung học phổ thông Châu Thị Tế đạt 90% để chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh năm học 2021-2022 đạt mục tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế, ngoài sự nỗ lực dẫn động của các thầy cô giáo, các trường học, bên cạnh đó ngành y tế và bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, các chính sách bảo hiểm y tế giúp phụ huynh học sinh tin tưởng, tích cực chủ động tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên. Sáng ngày 3 tháng 11 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dĩnh Tế tổ chức nấu ăn hỗ trợ cho người dân đang thực hiện cách ly tại nhà tại ấp Dịnh Khánh 1, xã Dĩnh Tế. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dĩnh Tế đã hỗ trợ 240 suất ăn cho người dân đang thực hiện cách ly tại nhà với kinh phí do hội vận động từ các mạnh thường quân hỗ trợ. Đây là những món quà tinh thần, nghĩa tình của cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Dinh Tế tạo thêm sức mạnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến giới cộng đồng, góp phần cùng các quỹ đảng, chính quyền địa phương chia sẻ giúp người dân đang cách ly, yên tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ngày 3 tháng 11 năm 2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc tổ chức lễ trao 700 túi an sinh công đoàn cho 15 công đoàn cơ sở, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Đến dự có ông Phạm Công Đợi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc đã trao 700 túi an sinh đến tận tay đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Mỗi túi an sinh gồm gạo và thực phẩm thiết yếu trị giá 200.000 đồng, với tổng trị giá 140 triệu đồng từ nguồn của Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ, trong đó hỗ trợ trao tặng cho đoàn viên người lao động tại công ty cổ phần Mai Việt Mỹ là 231 túi an sinh, công ty trách nhiệm hữu hạn Tứ Sơn Châu Đốc Siêu thị Tứ Sơn là 146 túi an sinh, công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Cường 36 túi an sinh và 287 túi an sinh công đoàn trao cho đoàn viên, người lao động của 13 công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố. Những phần quà giá trị tuy nhỏ nhưng đã kịp thời động viên người lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thực hiện cuộc vận động quỹ vì người nghèo trên địa bàn phường Vĩnh Quân, Tính đến nay, quỹ vì người nghèo của phường Vĩnh Quân đã vận động được tiền và hiện vật trị giá 250 triệu đồng, trong đó đã tổ chức cấp phát cho 505 lượt hộ gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, vui xuân tân sủ năm 2021, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 37 học sinh, hỗ trợ khó khăn đột sức 107 người, cất mới hai căn nhà từ thiện với tổng số tiền gần 250 triệu đồng tiếp nhận từ nguồn phân bổ của Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc hỗ trợ cho 133 lượt hộ gia đình, chính sách, hộ cận nghèo, cất mới 2 căn nhà từ thiện và 12 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 500 triệu đồng hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 của Quỹ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quỹ ban Mặt trận Phường Vĩnh Quân phát động trong toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19. Kết quả vận động được trên 11 triệu đồng, cấp phát 403 phần quà cho hộ cận nghèo, hộ bán vé số và hộ chính sách khó khăn người nhiễm hiv s với số tiền trên 95 triệu đồng, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở An Giang đang được kiểm soát. Tuy nhiên, do dịch bệnh phức tạp, có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu chúng ta chủ quan, mất cảnh giác. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định, không phải cứ lập rào cản là chống được dịch. Lập rào mà người dân không có ý thức thì có thể gác 24 trên 24 giờ không, có thể làm được cả tuần, cả tháng, cả năm không. Thế nên, phải tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rằng dịch bệnh nguy hiểm, diễn biến nhanh nhưng phòng dịch hơn chống dịch và tránh được lây nhiễm. Nếu thực hiện các biện pháp y tế tốt, bảo đảm y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở thì dẫn tránh và giảm được tử vong. Quyện An Phú từng là điểm nóng, nhưng với sự hỗ trợ của tỉnh, sự quyết tâm cao độ của quyện và đồng thuận của nhân dân, dịch bệnh đã cơ bản được khống chế. Bí thư quyền quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyện, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quyện An Phú, Ngô Công Thức cho biết, An Phú triển khai mạnh mẽ các giải pháp ngăn chặn kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 để trở lại trạng thái bình thường mới. Trong rất nhiều biện pháp thì công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân tự bảo vệ phòng chống dịch là rất quan trọng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện thành lập tổ tuyên truyền và an sinh xã hội trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cùng với phát huy tốt vai trò tổ COVID-19 cộng đồng, 14 xã thị trấn đã thành lập 799 tổ COVID-19 cộng đồng với 2.485 người, quản lý khoảng 40.000 hộ dân với hơn 145.000 nhân khẩu. Mỗi ngày hai buổi sáng và chiều, các thành viên tổ tuyên truyền đến từng hộ dân, vận động người dân thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, ai ở đâu, ở đấy, không tiếp xúc giữa người, với người, không tập trung thường xuyên, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và tích cực phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ trong việc test nhanh lấy mẫu kháng nguyên SARS-CoV-2. Qua tuyên truyền vận động, người dân đã ý thức hơn, trách nhiệm hơn trong thực hiện các biện pháp chống dịch. Chúng tôi sợ lắm, bị phong tỏa theo chỉ thị 16 nhiều tháng nay nên ý thức chống dịch tăng lên nhiều rồi. Người dân chúng tôi chấp hành nghiêm các khuyến cáo thông điệp 5K để đẩy lùi dịch bệnh, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Một người dân ở thị trấn Long Bình bày tỏ, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, việc hình thành các tổ COVID-19 cộng đồng nhằm phát huy vai trò tích cực trong việc giám sát, phát hiện kịp thời những trường hợp có yếu tố dịch tễ, phục vụ công tác sàng lọc, bóc tách những người có mầm bệnh ra khỏi cộng đồng, hạn chế lây lan. Tham gia vận động nhân dân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo phát hiện nhanh, khoanh dùng gọn, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện An Phú, Trần Hòa hợp cho biết: Huyện tăng cường các biện pháp sàng lọc, bóc tách F0, thu dung điều trị, tập trung phát huy vai trò tổ COVID-19 cộng đồng trên cơ sở các tổ COVID-19 cộng đồng đã thành lập. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn phân công nhiệm vụ cho từng tổ viên giám sát chặt từng nhà, từng người trong khu vực phụ trách. Tổ COVID-19 cộng đồng có nhiệm vụ nắm chắc tình hình, diễn biến dịch trên địa bàn, kịp thời phát hiện người lạ, người về từ dùng dịch, người có biểu hiện ho, đau họng, đau đầu, sốt, báo cáo ngay đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thị Trấn nhằm kịp thời phát hiện, tránh lây lan ra cộng đồng. Nhiều địa phương trong tỉnh còn phân công, quỹ viên, ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy phụ trách, giám sát tổ COVID-19 cộng đồng để kịp thời xử trí và báo cáo tình hình kết hợp nhiệm vụ các tổ COVID-19 cộng đồng cùng với cả hệ thống chính trị, tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, 5T. Tăng cường tuần tra kiểm soát, thành lập các đội tuần tra kiểm soát của xã thị trấn từ các lực lượng công an, quân sự, dân quân, đoàn thanh niên, hội cụ chiến binh, người dưới 50 tuổi có sức khỏe tốt phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên quản lý từng đoạn đường, từng địa bàn phụ trách, xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm. Trong lúc dịch bệnh xảy ra nhiều nơi, lãnh đạo tỉnh, thường trực tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã liên tục đến tận các điểm nóng để cùng địa phương xử lý các ổ dịch Quỹ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang Lê Hồng Quang cho rằng, để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, tiến tới trạng thái bình thường mới, yêu cầu các cấp ngành địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 công tác tầm soát, khoanh dùng phải thực hiện thần tốc để bóc tách F0 khỏi cộng đồng, phân loại F1 để cách ly phù hợp, không để lây nhiễm chéo, nhất là tăng cường trách nhiệm từng cá nhân tập thể, tập trung đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở, đảm bảo đầy đủ sinh phẩm, vật tư y tế, vaccine để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch. Quý vị và các bạn vừa nghe bài An Giang đoàn kết chiến thắng đại dịch COVID-19 kỳ 3 nâng cao ý thức. Thưa quý vị và các bạn, để thích ứng với dịch bệnh trong tình hình mới, người dân và doanh nghiệp dần thay đổi thói quen sinh hoạt, sản xuất kinh doanh để thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa bảo đảm cuộc sống hàng ngày diễn ra bình thường, vừa phục hồi phát triển kinh tế mà vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Đã hơn 2 năm qua, dịch COVID-19 trở thành cụm từ được nhắc đến mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Dịch bệnh COVID-19 đã có những tác động sâu sắc, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội. Suốt thời gian qua, đặc biệt trong thời điểm khi Việt Nam phải đối mặt với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong lần bùng phát thứ tư này, mỗi người dân, gia đình, doanh nghiệp để duy trì, đảm bảo những điều kiện sống cơ bản và sản xuất kinh doanh đòi hỏi sự chủ động thay đổi để thích ứng với mầm bệnh. Hiểu rõ những nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 nên dù đang ở trạng thái bình thường mới, nhưng chị Lê Thị Ngọc Trân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang luôn ý thức việc giữ gìn sức khỏe cho mình và gia đình bằng cách chấp hành nghiêm quy định phòng dịch của địa phương cũng như những khuyến cáo của ngành y tế. Chị Ngọc Trân chia sẻ, hiện nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn nguy hiểm, khó lường. Mặc dù đã tiêm vaccine, nhưng tôi luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chuẩn bị thêm nước rửa tay, kính trắng giọt bắn, hạn chế đi lại, giao tiếp, tụ tập nơi đông người và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế tại nơi công cộng. Có cùng suy nghĩ, anh Nguyễn Thanh Nhàn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, từ ngày có dịch COVID-19, tôi luôn chủ động đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Đặc biệt, tôi thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên phương diện thông tin đại chúng để chủ động sắp xếp, điều chỉnh lịch trình di chuyển cũng như công việc của bản thân và gia đình cho phù hợp an toàn. Thực hiện quét QR code, khai báo y tế ở tất cả mọi nơi đi đến. Còn cô Nguyễn Thị Kim Thoa, thành phố Long Xuyên chia sẻ với cá nhân tôi, dịch bệnh COVID-19 đã có những tác động rất lớn buộc mình thay đổi theo để thích ứng, đã hình thành những thói quen tốt như phải rửa tay thường xuyên và luôn đeo khẩu trang khi ra đường, tự giác tập thể dục vào mỗi buổi sáng hay vào thời điểm nào đó thích hợp, ăn uống đúng giờ và đầy đủ dinh dưỡng hơn. Chắc chắn việc hình thành những thói quen này sẽ rất tốt cho chúng ta trong cuộc sống ở trạng thái bình thường mới. Mỗi người mỗi cách khác nhau để thích ứng với dịch bệnh, nhưng ai cũng chủ động từ bỏ những thói quen cũ để thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19. Vì họ ý thức rằng đó là điều kiện quan trọng để có thể duy trì hoạt động sinh hoạt hàng ngày ở trạng thái bình thường mới đối với hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp hộ kinh doanh nhỏ đã từng bước khắc phục khó khăn sáng tạo linh hoạt với các giải pháp thay đổi để thích ứng bắt nhịp sản xuất kinh doanh trong từng ngành nghề lĩnh vực từng đơn vị tổng giám đốc công ty cổ phần xuất nhập cảnh thủy sản an giang nguyễn giang ký cho biết khi công ty phục hồi các hoạt động sản xuất, công nhân và người lao động trong công ty phải thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch, trong đó chú trọng thực hiện 5K và vaccine. Do đó, để bắt đầu trở lại sản xuất, việc đầu tiên công ty thực hiện là lo cho toàn bộ 100% công nhân, người lao động được tiêm vaccine, Bên cạnh đó, anh em trong công ty luôn giám sát, hỗ trợ, nhắc nhở nhau trong sinh hoạt và xét nghiệm sàng lọc, cách ly các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm, tuyệt đối không để xảy ra dịch bệnh tại nơi làm việc. Đồng thời, công ty cam kết sẽ thực hiện theo đúng phương án trở lại hoạt động sản xuất. Phương án trở lại hoạt động sản xuất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để vừa đảm bảo hiệu quả công việc, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Không chỉ đối với các doanh nghiệp lớn, các hộ kinh doanh nhỏ đang dần thay đổi một cách linh hoạt, từng bước trở lại hoạt động nhưng vẫn không quên tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Anh Dương Minh Tân, một hộ kinh doanh quán ăn ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, được buôn bán trở lại là điều mong muốn của người kinh doanh. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc chấp hành các quy định phòng chống dịch là rất cần thiết. Anh Tân chia sẻ, những ngày gần đây thực hiện khuyến cáo của chính quyền địa phương và ngành chức năng, quán ăn của tôi chỉ bán cho khách mang về. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, tôi cũng không thể lơ là chủ quan trong bảo vệ sức khỏe của bản thân và khách hàng. Dịch bệnh COVID-19 đã làm thay đổi thói quen mua bán truyền thống sang mua bán trực tuyến của rất nhiều người. Chị Nguyễn Lê Thảo Nguyên, huyện Phú Tân cho biết, nếu như trước đây cửa hàng bán khô của gia đình chị chỉ bán trực tiếp, có thời gian chị đăng sản phẩm bán trên mạng xã hội Facebook, Zalo nhưng bán không được nhiều. Tuy nhiên trong thời gian dịch bệnh COVID-19 xuất hiện và bùng phát thì việc bán hàng trực tuyến online rất thuận lợi và số lượng sản phẩm bán ra cũng như lượng khách mua tăng lên rất nhiều chị nguyên chia sẻ, khách chỉ cần chọn mua sản phẩm, chốt đơn hàng là tôi giao tới nơi, khách nhận hàng rồi thanh toán cho mình, có những khách quen thậm chí thanh toán trước khi hàng được chuyển đi, tôi và khách hàng vừa tiện lợi trong giao dịch, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 do không cần phải tiếp xúc trực tiếp chủ động thay đổi để thích ứng dịch bệnh trong cuộc sống hàng ngày và sản xuất kinh doanh của mỗi cá nhân gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp sẽ tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 an toàn, vừa khôi phục phát triển kinh tế hiệu quả trong trạng thái bình thường mới. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, công tác dân dần của đảng bộ phường Châu Phú A đạt được một số kết quả quan trọng. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng đời sống của các tầng lớp nhân dân cơ bản ổn định. Nhân dân tin tưởng vào giai trò lãnh đạo của cấp quỹ chính quyền và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội Phụ nữ phường nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội Hội chữ thập đỏ phường nhiệm kỳ 2021-2026 được đẩy mạnh. Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước ngày hội lớn của toàn dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ cử tri phường Châu Phú A đi bỏ phiếu đạt 100%. Công tác dân dận của các cơ quan nhà nước tiếp tục được quan tâm, tăng cường giải quyết những khó khăn bức xúc trong nhân dân, thông qua việc tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người dân trong dịch bệnh COVID-19, góp phần củng cố mối quan hệ giữa đảng, nhà nước và nhân dân. Lực lượng vũ trang phường Châu Phú A cũng tăng cường công tác tuyên truyền, bám nắm địa bàn, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Công tác dân vận đối với đồng bào tôn giáo được quan tâm, các hoạt động phối hợp của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác dân vận tiếp tục được đẩy mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình, mô hình dân vận khéo trên địa bàn phường tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn phường Châu Phú A tiếp tục được duy trì theo nề nếp trong hoạt động các cơ quan đơn vị đã có sự phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn với phương châm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của các cấp chính trị và sự phối hợp của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường đã bước đầu được thực hiện đồng bộ. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở đã từng bước thực hiện có hiệu quả, có chiều sâu, tác động tích cực đến công tác xây dựng, tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng. Các công trình dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, các kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các chế độ chính sách hỗ trợ người nghèo đều được đưa ra để nhân dân bình chọn bằng bạc thống nhất. Từ đó, nhân dân phường Châu Phú A đã tích cực hưởng ứng, tham gia hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Mặt khác, hoạt động tôn giáo cơ bản ổn định, tình hình dân tộc tôn giáo trên địa bàn phường thường xuyên được quan tâm. Các dân tộc tôn giáo chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia công tác xã hội từ thiện góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường, không để xảy ra điểm nóng và những sự việc phức tạp liên quan đến dân tộc tôn giáo. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về dân tộc tôn giáo trên địa bàn phường luôn được chú trọng và quan tâm. Mối quan hệ đoàn kết giữa người theo đạo với người không theo đạo được duy trì. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, công tác tuyên truyền vận động và phát triển hội viên, đoàn viên trong đồng bào có đạo được chú trọng quan tâm. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Phường cho Phú A đẩy mạnh công tác dân vận, dân, dân tộc, tôn giáo và quy chế dân chủ ở cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuận lời bác Hồ dạy, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Trong giai đoạn khó khăn do tác động của dịch COVID-19, thời gian qua, đoàn viên thanh niên phường Vĩnh Mỹ đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần cùng chính quyền địa phương ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, Ban chấp hành phường đoàn Vĩnh Mỹ đã chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc chủ động đa dạng quá hình thức tuyên truyền để từng bước nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và cộng đồng về tác hại của dịch COVID-19, những nguy cơ và cách phòng chống dịch hiệu quả, đồng thời ngăn chặn đấu tranh phản bác những thông tin sai lệch bị đặt về dịch bệnh gây quan mang dư luận. Chị Quỳnh Thoại Mimi, bí thư phường đoàn Vĩnh Mỹ cho biết, Ban chấp hành phường Đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như tuyên truyền lưu động, tuyên truyền thông qua mạng xã hội và mỗi đoàn viên, mỗi thanh niên là một tuyên truyền viên tại địa bàn dân cư của mình để cho người dân nắm, hiểu được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, nhằm phòng chống sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Phường đoàn Vĩnh Mỹ còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là việc thực hiện công tác tuyên truyền lưu động, hướng dẫn cài đặt Blue Zone cũng như thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Qua đó, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với khẩu hiệu đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, các bạn đoàn viên thanh niên phường Vĩnh Mỹ đã phát huy vai trò sung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên chung tay cùng các cấp quỹ chính quyền địa phương, lực lượng chức năng thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch COVID-19 tiêu biểu như đoàn viên, thanh niên tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch, tham gia đội truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, tổ tuần tra, kiểm soát lưu động, tổ giám sát COVID-19 cộng đồng, tổ hậu cần. Ngoài ra, còn hướng dẫn người dân khai báo y tế, cài đặt Bluezone, làm kính chống giọt bắn, trang bị cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch phối hợp với công an, ủy ban nhân dân phường tổ chức phát loa tuyên truyền, phát 400 tờ thông báo về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, phòng chống dịch COVID-19, phát 500 cái khẩu trang và 1.200 tờ rơi 5K, phát 500 tấm trắng giọt bắn tại chợ dòng, chợ kênh đào và chợ nông sản. Mặc dù vẫn có nhiều khó khăn vất vả, Song các đoàn viên, thanh niên chủ động sắp xếp công việc cơ quan, gia đình một cách hợp lý để hoàn thành tốt các nhiệm vụ phòng chống dịch ở địa phương. Học ở bác tinh thần tương thân tương ái trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, đồng hành chia sẻ với người nghèo, người yếu thế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban chấp hành Phường đoàn Vĩnh Mỹ quan tâm thực hiện. Cụ thể như tổ chức gian hàng không đồng tại Khớm Hòa Bình, qua đó phát 12.564 phần quà cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà gồm gạo, mì, đường, nước mắm, nước tương, dầu ăn, trứng, rau. Đoàn viên chi đoàn khóm hỗ trợ giúp dân mua nhu yếu phẩm trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Phối hợp với đoàn quỹ bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang hỗ trợ 30 lực lượng đoàn viên tham gia test sàng lọc COVID-19 cho người dân trên địa bàn phường phát 273 phần quà túi an sinh và túi thuốc an sinh cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, tổng trị giá 81 triệu 900 ngàn đồng. Những hoạt động ý nghĩa thiết thực của các tổ chức phương đoàn Vĩnh Mỹ đã khẳng định tinh thần nhiệt quyết, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên trong toàn phường không ngại khó khăn, luôn tiên phong, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân chung tay sớm đẩy lùi dịch COVID-19. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Học và làm theo bác, phường đoàn vĩnh Mỹ phát huy tinh thần xung kích trong phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.